Mình xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh xe máy Xuân Thiện của mình trên YouTube. Vâng, hôm nay thì mình lại tiếp tục lên sơ đồ mạch điện. Cụ thể hôm nay là mình sẽ lên sơ đồ mạch điện báo tốc độ của xe Winner 150 phân khối, được sản xuất từ năm 2019 đến năm 2021, và xe này sử dụng hệ thống chống bó cứng phanh ABS anh em nhé. Vâng, và những anh em chưa có tài liệu thì anh em xem và anh em tham khảo có nhìn tổng thể hơn về sơ đồ mạch điện báo tốc độ của xe Winner sử dụng hệ thống phanh ABS này, đúng không ạ? Còn những anh em mà đã có tài liệu sơ đồ mạch điện rồi, anh em nắm bắt được rồi, thì anh em có thể bỏ qua video này. Vâng, và mình cũng đã lên rất là cụ thể sơ đồ mạch điện của xe này ở trên bảng. Vâng, và bây giờ mình cùng với anh em phân tích sơ đồ mạch điện xe này anh em nhé. Vâng, anh em nhìn thấy rất chi tiết rồi đúng không ạ? Mình tắt một cái bóng điện đi để cho nó đỡ lóa. Vâng, anh em mà xem mà hơi tối một chút thì anh em có thể tăng độ sáng của màn hình lên một chút nhé. Mình cho gần lên một chút. Vâng, anh em thấy vẫn là điện âm ắc quy được bắt chặt ra khung xe bởi dây màu đen. Vâng, xe này là dây màu đen anh em ạ. Thường thì là dây màu xanh lục, nhưng với xe này dây màu đen. Điện dương ắc quy 12V được đưa lên bằng dây màu đỏ, và anh em thấy dây đập màu đỏ này chia làm hai nhánh. Vâng, mạch đầu tiên dây đỏ đi tới cầu chì 20A này, và sau khi điện dương ắc quy đi qua chuyển màu dây thành dây đỏ sọc trắng. Và dây đỏ sọc trắng này như anh em nhìn thấy trên sơ đồ thì sẽ chia làm hai nhánh, một nhánh đi vào tiết chế chỉnh lưu. Đấy. Và mình cũng nói ở những sơ đồ trước đấy, nhiều khi là tiết chế chỉnh lưu bị kém thì anh em có thể rút tiết chế chỉnh lưu ra, anh em nối tắt dây đỏ sọc trắng sang dây đỏ sọc trắng bên đây. Đấy. Mà điện ở các thiết bị điện bừng sáng lên, kết luận là nguồn tốt. Đấy. Mà cứ cắm tiết chế chỉnh lưu vào mà bị kém thì chắc chắn anh em nên thay tiết chế chỉnh lưu đi anh em nhé. Bởi vì mình đã bị một lần cái bản bệnh này rồi, mình cũng đã lên rồi, chắc anh em nắm được. Tiếp theo, dây đỏ sọc trắng đi thẳng lên ổ khóa điện. Đấy. Còn đây, dây đỏ sọc trắng này thì lại từ tiết chế chỉnh lưu cũng lại đi lên ổ khóa điện. Vâng, vậy thì lên ổ khóa điện này anh em nhìn này, hai màu dây đều dây đỏ sọc trắng. Đấy. Chỉ có khác một điều là một là đi trực tiếp sau cầu chì 20A ra, và một nhánh đỏ sọc trắng phải đi qua tiết chế chỉnh lưu lên ổ khóa điện. Anh em nhìn tiếp theo dây đỏ, nhánh tiếp theo đi tới cầu chì 20A này. Đấy. Và sau khi điện dương ắc quy đi qua chuyển màu thành dây đỏ sọc đen và cấp nguồn cho bộ điều khiển ABS. Đây chính là bộ chống bó cứng phanh ABS anh em nhé. Đấy. Dây xanh lục đây là mát của bộ điều khiển ABS. Vâng, sau khi ta bật ổ khóa điện đấy, thì mạch điện dây đỏ sọc trắng đi ra từ tiết chế chỉnh lưu này được nối sang dây trắng sọc đen và dẫn điện tới một cái cầu chì 10A. Đấy. Và từ cầu chì 10A này đi ra chuyển màu dây thành dây đen sọc nâu. Đấy. Nhưng đi tới một khớp nối lại chuyển màu dây thành dây đen và cấp nguồn cho cụm đồng hồ công tơ mét. Dây xanh lục sọc đen đây là mát của đồng hồ công tơ mét. Vâng, dây đỏ sọc trắng mà dẫn điện trực tiếp từ cầu chì 20A này đi thẳng lên ổ khóa điện, sau khi bật ổ khóa điện được nối sang dây trắng sọc đỏ và dẫn điện tới một cái cầu chì 10A. Từ cầu chì 10A này chuyển màu dây thành dây đỏ sọc xanh dương và cấp nguồn sau khóa cho bộ điều khiển ABS. Vâng, vậy thì bộ điều khiển ABS này nó vừa có nguồn trước khóa và nó lại vừa có nguồn sau khóa anh em ạ. Đấy. Vâng. Từ bộ điều khiển ABS này, dây đỏ sọc đen đây chính là nguồn từ bộ điều khiển ABS cấp cho cảm biến tốc độ VS.
dây xanh lục sọc trắng, đây là mát của cảm biến. Dây trắng sọc đỏ từ cảm biến gửi tín hiệu về bộ điều khiển ABS, đồng thời rẽ một nhánh gửi tín hiệu lên đồng hồ công tơ mét để báo tốc độ xe. Vâng, vậy thì với dòng xe này thì anh em thấy nguồn là từ bộ điều khiển ABS cấp cho nuôi cảm biến anh em nhé, với dây đỏ sọc đen. Và mát cũng vậy, cũng là gì? Bộ điều khiển ABS dập mát cho dây xanh lục sọc trắng. Vâng, với sơ đồ mạch điện báo tốc độ của xe Winner 150 phân khối được sản xuất từ năm 2019 đến năm 2021 sử dụng hệ thống ABS thì anh em thấy là nó có sẽ phức tạp hơn những cái đời xe trước, đúng không ạ? Anh em nếu như mà anh em theo dõi kênh của mình đấy thì anh em sẽ thấy được là với sơ đồ mạch điện này thì sẽ phức tạp hơn những cái đời xe trước nhiều hơn, đúng không ạ? Bởi vì nó có thêm bộ điều khiển ABS. Vâng, vậy thì với mỗi một đời xe đấy thì anh em thấy là luôn luôn có sự khác nhau, đúng không ạ? Luôn luôn có sự khác nhau, nó không giống nhau, đúng không ạ? Nhiều khi mà mạch điện giống nhau nhưng màu dây lại không giống nhau đấy. Cho nên là ngày nay anh em sửa xe mà không có tài liệu sơ đồ mạch điện thực ra rất khó tra cứu đấy, mà anh em lại không nắm được đấy, thỉnh thoảng mới va chạm thôi. Vì anh em biết rồi, có khi cả một năm cũng chả sửa một chiếc xe nào mà bị hỏng cái mạch đồng hồ báo tốc độ này cả đấy. Vậy thì thỉnh thoảng mới sửa thôi đấy, mà nếu như mà anh em sửa nhiều, sửa liên tục đấy thì có khi là còn nhớ được màu dây đấy. Thế nhưng mà nếu như mà đấy anh em theo mình nói đấy, có những khi cả năm mà chả sửa cái bàn bệnh về cái đồng hồ tốc độ này lần nào thì anh em cũng chả nhớ được màu dây đấy. Vậy thì nếu như mà anh em không có tài liệu sơ đồ mạch điện thì thực ra là rất là khó trong công tác tra cứu sửa chữa. Vậy thì những anh em mà người ta có điều kiện, người ta mua tài liệu thì người ta tra rất là dễ, đúng không ạ? Rồi các phần mềm người ta phải mất tiền thì người ta mới có, đúng không ạ? Thế mà nhiều khi anh em lại bỏ tiền ra, anh em mua một năm đấy, nhưng mà rồi cuối cùng là anh em chả dùng lần nào đấy, rồi là ít dùng thì có thể nói là cái hiệu quả mang lại không thiết thực đấy. Cho nên là nhiều khi là anh em có tài liệu sơ đồ mạch điện trên sách thì anh em làm thì nó thuận tiện hơn, bởi vì sách thì nó cứ còn tồn tại mãi thôi, anh em vẫn có, đúng không ạ? Đấy, thì trong quá trình lên sơ đồ mạch điện như này thì anh em thấy là nếu như có điều gì thiếu sót thì mong anh em cũng thông cảm và đóng góp cho mình ở phần bình luận nhé. Đấy, còn với ở chỗ mình thì mình luôn có 5 bộ sách sơ đồ mạch điện lẻ in màu và được tách như thế này từng mạch một để anh em tra cứu cho nó dễ. Đặc biệt là những anh em mua máy Motosyntax từ nhà phân phối của mình thì mình luôn gửi tặng anh em 5 bộ sách sơ đồ mạch điện lẻ in màu này để anh em tra cứu cho nó dễ hơn. Đấy, còn nếu như mà anh em mua máy ở chỗ mình ấy mà anh em lại có sách rồi, anh em không có nhu cầu về sách nữa thì anh em có thể chọn một sản phẩm khác trị giá tương đương. Mình có rất nhiều cái chương trình mà mua máy tặng quà, anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình sẽ thông tin cụ thể cho anh em nhé. Đấy, còn là những cái sơ đồ mạch điện bóc tách như này thì luôn luôn là mình cũng chia sẻ với anh em ở trên kênh YouTube cũng là trên Facebook, thì anh em nếu chưa có điều kiện mua tài liệu hoặc là anh em cũng chưa hiểu cái nguyên lý của nó thì anh em theo dõi kênh của mình, anh em đăng ký theo dõi kênh của mình thì anh em sẽ nắm được hơn, đúng không ạ? Nhiều khi có những cái nguyên lý đấy, có những cái nguyên lý hoặc là những cái cơ bản nhất về những cái điều khiển điện tử ở trong ECM mà anh em mà chưa có điều kiện đi học ấy, thì nhiều khi anh em không nắm được. Nhưng mà với những cái sơ đồ mạch điện mà thường mình hay lên như này thì mình cũng hay nói về những cái nguyên lý, đúng không ạ? Đấy, những cái điều khiển điện tử ở trong những cái bộ phận điện tử ở trong xe ngày nay anh em thấy rất là nhiều, đúng không ạ? Từ ECM này đấy, rồi SCU này đấy, rồi là những bộ điều khiển ABS này đấy, đấy thì anh em thấy là ngày nay trên xe rất nhiều những ECU đấy. Cho nên là cái nguyên lý thì anh em có những anh em thì nắm được, nhưng có anh em thì cũng chưa, đúng không ạ? Đấy thì nhiều khi mình cũng thông tin lên những cái nguyên lý mà mình cũng nắm bắt được thông qua những cái sơ đồ mạch điện mạch lẻ mà mình chia sẻ với anh em như này, để những anh em chưa có điều kiện để học anh em nắm được nhé. Vâng,
Vậy thì ở chỗ mình thì ngoài các dòng các máy chẩn đoán đúng không ạ, motor scan tab, thì mình còn cung cấp cho anh em là các bộ cáp kiểm tra e xem đúng không ạ, từ e xem nhỏ đến những e xem đề ACG của Honda như thế này rất là nhiều, rồi những cái bộ ghi mạch điện như này đấy, rồi những bộ dụng cụ kiểm tra áp suất nén trong xi lanh động cơ và áp suất nhiên liệu. Thì đặc biệt là cái đồng hồ này ấy, thì công ty nhập khẩu Hàn Quốc nên chất lượng đồng hồ thì anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Ngoài ra thì còn những cái đồng hồ của hãng Fujitsu, vâng, một hãng điện tử đến từ Nhật Bản, anh em biết rồi, phần đồng hồ thì cực kỳ là đơn giản, dễ sử dụng và rất là tốt đúng không ạ. Đấy, đôi pin theo đồng hồ rồi que đo đấy, đây là phần đồng hồ rất là chính xác và rất là bền. Đấy anh em, nếu như anh em mua những chiếc đồng hồ như này thì anh em hoàn toàn sau này anh em không bao giờ phải hối tiếc về chất lượng này. Mà những thiết bị đo lường thì mình cũng thường nói ở trên kênh rồi, anh em nên chọn cho mình những cái thiết bị nó phải chính xác, bền bỉ, thông tin đưa ra là phải tin cậy anh em nhé. Vâng, vậy thì anh em có nhu cầu về máy chẩn đoán lỗi Motor Second Tab cũng như là các sản phẩm từ nhà phân phối của mình thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116, mình sẽ thông tin cụ thể cho anh em nhé. Vâng, mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.